tạm rời xa cuộc đua nha, là đến ngày hôm nay là lại nhìn rất là điển trai. Rất là tươi. Cứ chằn chọc mãi ở trong quá khứ thì nó sẽ là một cái không tốt cho mình. Nó giống như một cái gì đó nó níu cản trở mình lại đó. Nó kéo mình lại. Mình muốn đi mà nó cứ kéo mình lại. Ngày xưa lúc mà anh học trung học cơ sở thì điểm tiếng Anh rất là tốt, trên 9 chấm. Có thời điểm anh chạy Uber. Rồi anh cũng đi làm phụ cho cô của anh về kế toán. Đó thì anh cũng làm hai ba việc, nhưng mà mình thấy không phải đúng đam mê của mình. Nó không có phù hợp với mình. Chơi cho đã, chơi cho tới luôn, chứ đừng có lập lửng mà chơi nửa vời nữa, cứ chơi cho đã đi. Để chứng minh cho mọi người thấy là Hoàng Sang không bỏ cuộc. Như Bình xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Thể thao là cuộc sống do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Và đến tham gia với chương trình ngày hôm nay thì chắc hẳn là Như Bình sẽ không cần phải giới thiệu quá nhiều về nhân vật này. Đây chính là một tay đua đã để lại rất là nhiều những cảm xúc cho quý vị khán giả tại Cúp Truyền hình 2024. Xin chào anh Nguyễn Hoàng Sang ạ. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Thể thao là cuộc sống. Em thấy là hình như là từ Cúp Truyền hình đến bây giờ là anh vẫn chưa được nghỉ, mà sắp tới là anh còn đua nữa mà, đúng không anh? Hiện sau Cúp Truyền hình thì anh bước vào thi đấu Điện Biên Phủ, Cúp Điện Biên Phủ ngay ngày 1 tháng 5 liền luôn. Dạ. Thì sau cái giải đó thì anh cũng về thăm gia đình được 2 ngày 3 ngày. Thì sau đó mình cũng quay lại tập luyện ngay tức khắc để mình chuẩn bị cuối tuần sau anh sẽ sang Campuchia để thi đấu. Dạ. Các vận động viên hay chia sẻ là muốn là giống như các tay đua nước ngoài á, là mỗi tháng họ đều sẽ có một cái giải, cho đúng dù rồi. Ngắn hay dài thì họ luôn luôn có một cái nhịp độ thi đấu đúng liên rồi. Tục liên tục đúng rồi. Thì nó tạo ra một cái bước đệm cho mình, đúng không ạ? Cái đó là giống như là tạo ra cái mục tiêu để mình thi đấu. Thì tập luyện chắc chắn sẽ không có đạt được những cái mục tiêu như lúc thi đấu. Khi thi đấu thì cái tinh thần mình nó sẽ khác, cái adrenaline nó sẽ tăng lên rất là nhiều, cảm giác hưng phấn để tăng cái độ mà cố gắng hơn nữa. Hay quá, giống như là đợt Cúp Truyền hình đó, em cũng có đọc rất là nhiều những bình luận của quý vị khán giả, như là sao mà đua 25 chặng mà mỗi chặng thì dài như vậy, làm sao mà các tay đua có thể hồi phục và thi đấu tiếp được. Như mình biết sao không, khi mà ban tổ chức đã tính toán lộ trình rồi lên kế hoạch thì chắc chắn ban tổ chức cũng đã sắp xếp trước. Và khi mà đưa ra những cái lộ trình như vậy thì bản thân của mỗi lãnh đội phải biết xây dựng một cái giáo án tập luyện làm sao với kế hoạch như vậy. Các đội đều có sự chuẩn bị tất cả như vậy. Dạ. Còn bình thường em nhìn các tay đua khi mà đi đua trên đường á, rất là cực. Nhìn mọi người thì rất là thương. Nhưng mà khi mà tạm rời xa cuộc đua nha, là đến ngày hôm nay là lại nhìn rất là điển trai. Rất là tươi. Nhưng mà đua liên tục như vậy mà em thấy là anh vẫn giữ được một cái phong thái rất là phong độ như vậy. Trước đây á, khi mà anh bị nặng cái vấn đề về chuyên môn quá nhiều, khi mà cuộc đua mà kết thúc thì có thể là một tháng hay là một tháng rưỡi, hai tháng sau anh cũng còn bị dính á. Kiểu như mình chưa có thoát được cái chỗ đó. Kiểu như mình những gì mình làm chưa được thì mình cái kiểu cứ bị suy nghĩ tới suy nghĩ lui, nó cứ lặp lui như vậy. Nó vòng lặp như vậy. Nhưng mà bắt đầu anh thay đổi cái tư duy một tí xíu, mình thay đổi cái cách suy nghĩ của mình để mình làm những gì nó tốt đẹp hơn. Cũng đúng. Thường á, trước đây em cũng là một người như thế. Ví dụ như là mình khi mà mình không đạt được một cái điều gì đó, mình sẽ cứ suy nghĩ hoài. Mình đến tối mình cũng chằn chọc mãi, mình không có ngủ được. Và cái điều đó nó sẽ giới hạn cái sức công phá của mình ở những ngày tiếp theo sau đó. Tại vì mình biết là mỗi ngày trôi qua nó đều có một cái cơ hội nào đó xuất hiện, đúng không ạ? Nhưng mà mình cứ suy nghĩ, cứ chằn chọc mãi ở trong quá khứ thì nó sẽ là một cái không tốt cho mình. Nó cũng giống như một cái gì đó nó níu cản trở mình lại đó. Nó kéo mình lại. Mình muốn đi mà nó cứ kéo mình lại. Và nó vui như vậy thì cũng có thể nói là với Cúp Truyền hình thì đó là một cái bước đệm rất là lớn dành cho anh, đúng không ạ? Tính đến thời điểm hiện tại là anh theo đua xe đạp và đặc biệt là Cúp Truyền hình là được bao nhiêu lâu rồi ạ? Nếu mà Cúp Truyền hình thì anh tham gia được 14 lần. Nói về sự nghiệp của anh thì hơn 16 năm. Thì anh tham gia từ năm 2010 và anh bị gián đoạn một năm 2017, là lúc đó anh nghỉ thi đấu. Lý do tại sao lúc đó anh lại nghỉ thi đấu ạ? Có phải là hết lửa? Ngày xưa khi mà đội Vĩnh Long bị mất tài trợ thì
thì anh giống như là mình bị mất cái lửa rồi, các anh em trong đội cũng bắt đầu bị tan rã. Thì lúc đó anh cũng rất là muốn chơi, nhưng mà ngay cái thời điểm đó, cái hoàn cảnh đó thì mình không có thể nào chơi được, tại vì bản thân anh luôn muốn là thi đấu về cái chung cuộc hơn là tìm kiếm các chiến thắng chặn, mà cái đó là vẫn giống như tái tạo lại cái đội hình, nhưng mà anh thấy nó chưa có phù hợp với mình thì thôi mình nghỉ. Lúc đó cũng tính là kiếm gì đó nó ngã rẽ riêng luôn rồi đó, nhưng mà cũng may sau thì 2017 cũng đội Bylife Đồng Nai cũng đã thành lập, và anh thấy cái hướng đi của Bylife Đồng Nai rất là mới, mà chưa có đội truyền thống nào mà làm được như vậy. Thì anh bắt đầu anh quay trở lại và anh bắt đầu thi đấu vào năm 2018 ngay cái cúp truyền hình 30 năm, kỷ niệm 30 năm. Dạ, như vậy là sau một năm gián đoạn đó là anh cũng như là tìm lại được một cái mục tiêu mới, một đúng cái rồi. Ngọn lửa mới. Đúng rồi, thì mình cũng làm nhiều việc khác. Có thời điểm anh chạy Uber. Đó, có thời điểm anh chạy Uber. Rồi anh cũng đi làm phụ cho cô của anh về kế toán. Đó, thì anh cũng làm hai ba việc, nhưng mà mình thấy không phải đúng đam mê của mình. Nó không có phù hợp với mình. Em biết chạy Uber cũng là đi tới đi lui, nhưng mà mình cũng tài xế công nghệ đó. Nhưng mà nó cũng không có phù hợp với mình. Thì cũng là cái chân đi mà. Thì mình thấy nó không phù hợp. Ngày nào mình cũng ngồi trên xe hết trơn, nhưng mà nó không có phù hợp anh. Vậy là nó... anh yêu cái cực rồi, đúng không? Là phải ngồi trên chiếc xe nào mà phải đạp thôi. mình nói chung là nó gắn bó với mình rất là lâu. Thành thử ra cái tuổi đó, lúc đó anh nghĩ anh cũng chưa phải là lớn tuổi. Đó, không thì khá là trẻ. Thì anh quyết định anh chơi lại. Và có một huấn luyện viên cũ của anh là chú Phạm Minh Nhật, thì cũng nói con nếu mà con chơi xác định chơi lại á thì phải chơi cho đã, chơi cho tới luôn, chứ đừng có lập lửng mà chơi nửa vời nữa, cứ chơi cho đã đi. Một khi đã chơi thì phải chơi cho tới, chơi cho đã. Dạ. Rồi hẳn nghỉ, chứ đừng có mà chơi rồi gián đoạn, rồi chơi nữa, nó vừa mất thời gian mà nó không đi đến đâu được. Vậy thì trong anh, cúp truyền hình đóng một vai trò quan trọng như thế nào? rất quan trọng luôn á, anh nghĩ rất là quan trọng á. Nó gắn cúp truyền hình gắn liền với anh một cái thanh xuân. Và những năm gần đây thì cúp truyền hình mang lại cho anh rất nhiều cảm xúc, rất là nhiều kỷ niệm, buồn vui đều có, vinh quang có, tủi nhục có, đầy đủ, rất là nhiều cảm xúc. Cần mẫn, tìm tòi, khám phá. Đó là những đức tính giúp Nguyễn Hoàng Sang trở thành một trong những tay đua mạnh nhất của xe đạp đường trường Việt Nam ở tuổi 31. Xuất thân từ Vĩnh Long, thời còn hoàng kim với đội đua lừng danh ADC truyền hình Vĩnh Long. Nhưng phải đến khi cùng Đồng Nai giành áo vàng cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh 2021 của Louis Dreyfus và nâng cao cúp đồng đội, giới chuyên môn mới bất ngờ về sự tiến bộ thần tốc của tay đua sinh năm 1993. Ứng dụng khoa học y sinh thể thao vào tập luyện và thi đấu là chìa khóa cho sự tiến bộ đó. Nguyễn Hoàng Sang được xem là tay đua tiếp cận và áp dụng sớm nhất khía cạnh này với những giáo án riêng biệt. Tận dụng sự phát triển của công nghệ, kiểm soát cơ thể qua những thông số dựa trên nghiên cứu khoa học, tay đua người Vĩnh Long tiến từng bước chậm nhưng là những bước tiến dài. Từ chỗ chỉ là một máy kéo cần mẫn, Nguyễn Hoàng Sang hiện tại đã là một tay đua toàn diện với khả năng đi cá nhân tính giờ và leo đèo thuộc hàng tốt nhất trong nước. Chưa từng giành được một danh hiệu cá nhân nào ở cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại là tay đua thường xuyên đẩy diễn biến đường đua lên cao trào và mang lại những cảm xúc tuyệt vời cho người hâm mộ. Lại là một đợt tấn công nữa của Nguyễn Hoàng Sang. Nguyễn Hoàng Sang thi đấu quá công hiến và mạnh mẽ. Tôi không biết là nguồn năng lượng từ đâu. Dường như trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một chữ tấn công và tấn công. Chỉ vài giây thôi, nhưng nó cũng mang ý nghĩa rất lớn. Ít nhất là nó cũng là phần thưởng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của tay đua Nguyễn Hoàng Sang ở trong trận đấu ngày hôm nay. Hãy dành một tràng pháo tay tuyệt vời cho những nỗ lực của Nguyễn Hoàng Sang. Không nhiều tay đua đạt đỉnh cao phong độ ở tuổi 31. Nguyễn Hoàng Sang đã bước đi như thế nào trên hành trình vô song đó? Ngày mà đặt chân vào và xuất phát tại Điện Biên Phủ thì anh luôn muốn mình luôn có một cái thể trạng tốt nhất để mình thi đấu một năm nay. Thì năm nay phải nói là phong độ anh rất là tốt. Khi mà vào đèo là anh cố gắng làm sao để mình thi đấu trên 100% sức của mình, nỗ lực những gì có thể. Và đặc biệt là giới chuyên môn họ cũng đánh giá là năm nay Sang quá khác. Trong cái khoảng thời gian vừa qua
anh đã tập luyện rất là nhiều đúng không ạ? Em cũng theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội á, là anh cũng đã post rất là nhiều những cái bài tập, những bài hướng dẫn. Rồi anh cũng cho mọi người biết được là à, xe đạp nó còn có những cái thông số chuyên môn như thế này và mọi người hoàn toàn có thể tập luyện được. Là những cái giáo án đó anh tự tìm hiểu luôn ạ. Khi mà anh quyết định anh quay lại với xe đạp là năm 2018 thì anh có một cái huấn luyện viên riêng. Tức nghĩa là đi theo một cái hướng rất là hiện đại, rất là khoa học. Mình đi theo một cái lối đi, nó có lộ trình rõ ràng, những thông số, những con số. Bên cạnh đó thì mọi người cứ nghĩ là xe đạp thì chỉ biết tập xe đạp thôi. Đúng rồi. Nhưng mà cái quan trọng mà để mà anh đột phá năm nay là phát triển nhờ các bài gym mới. Các bài gym đó nó sẽ hỗ trợ để tăng sức mạnh, cũng như là tập làm sao để cho mình hạn chế bị chấn thương khi mà tập các cường độ cao hay cường độ nặng. Thì cơ thể, cái cơ mình hay các khớp nó rất là dễ bị chấn thương. Nên cái giai đoạn cuối tháng 12, đầu tháng 1 là anh bắt đầu anh chuẩn bị rất là kỹ. Và bên cạnh đó cũng phải nói là nhờ năm nay có cái sự trang thiết bị rất là tốt. Đội cũng đã sắm một cái dàn xe hoàn toàn mới. Thì nhờ những cái trang thiết bị đó thì cộng với những cái sự cố gắng của anh khi mà tập luyện và được cái sự hỗ trợ từ các nhà tài trợ cũng như là gia đình thì mình mới yên tâm mình thi đấu và tập trung hoàn toàn, toàn tâm toàn ý vào cái chuyện tập luyện. Dạ, là tất cả nó hòa quyện với nhau và tạo ra được một cái dấu ấn dành cho anh Hoàng Sang. Đặc biệt là chúng ta phải kể đến là hai chặng đều rất là quan trọng. Một là chặng đều Hải Vân, rồi cái chặng đua thứ hai mà tạo nên rất nhiều cảm xúc và dấu ấn đó chính là đèo Khách Lê. Thì cái khoảng thời gian đó anh đã phải trải qua như thế nào ạ? Nói thẳng là tinh thần của anh rất là tự tin đó. Cái kiểu thi đấu tự tin đó. Nói chung là khi mà Javi bị sự cố thì mình có một chút cái gì đó nó thiếu một tự tin một chút xíu. Nhưng mà khi bước vào trận Hải Vân rồi đó, mà mình hôm nay mình có thể đi cùng với Luis nè, đi cùng với Sava nè, là nhóm 2 rồi, thì mình rất là tự tin về cái phong độ của mình ở cái thời điểm đó. Nên anh nghĩ mình chơi được. Mình chơi được. Em nghĩ rằng anh có thể làm được một cái điều gì đó nó đặc biệt. Em đặt rất là nhiều kỳ vọng. Thì rõ ràng đặc biệt thiệt mà. Thấy chưa? Là đi một mình rất là lâu anh ha. Không có, giống như là em không biết lúc đó là bằng cách nào mà anh có thể chinh phục được. Khi mà bọn viên leo đèo anh mới nói là ý chí là rất là cao. Đặc biệt là phải ý chí. Bên cạnh đó phải tập luyện, khoa học. Nhưng mà khi mà bước vào cái chặng đua đó anh cũng rất là tự tin luôn á. Phải nói là rất là tự tin. Ngay cả giới chuyên môn hay là tất cả fan hâm mộ, mọi người cũng nói Hoài sẽ bị xe Hoàng Nguyễn Hoàng Sang xé chiếc áo cam. Thì rõ ràng khi mà vào đèo thì anh, khi mà các đội viên Tây tấn công thì anh có thể đeo bám được. Hoài bị rơi lại phía sau rất là xa. Thì khi mà anh đã thoát đi được cái chỗ đó rồi thì nhưng mà có những cái tình huống nó không có chiều theo thuận lợi theo mình được. Thì mình khi mà bị bắt lại rồi mình vẫn nỗ lực tiếp tục tấn công. Mình nỗ lực tấn công ở 15 km cuối. Khi mà mình bị bắt lại rồi nữa thì mình lại tiếp tục làm sao để mình là một vận động viên Việt Nam chiến thắng trận đầu tiên ngay cái trận 17 đó. Thì mình chiếc áo cam là mình không thể được rồi. Tại vì Hoài có những cái đồng đội hỗ trợ quá tốt. Phải nói là rất rất tốt luôn. Anh ước anh có thêm hai đồng đội. Một thôi, một đồng đội để hỗ trợ anh thôi. Nhưng mà không sao. Nó có những cái kết cục nó như vậy cũng là quá là mỹ mãn rồi. Khi mà mình biết chiếc áo cam không xé được thì mình mới quay qua trở lại để làm sao mình là một vận viên Việt để cán đích đầu tiên của để đó. Mọi người để chứng minh cho mọi người thấy là Hoàng Sang không bỏ cuộc. Phải nói là rất 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 là đã luôn khi mà anh vừa cán đích đầu tiên, tại vì còn 1 km cuối thì khi mà anh biết các vận viên của An Giang cũng rất là thấm mệt. Mà tốc độ càng chậm thì anh biết tới cái giai đoạn đó thì anh tấn công thì họ sẽ bị trễ nhịp. Rồi mà ngay cái đoạn đó thì đổ ai cũng như ai thôi. Thì mình cứ tấn công trước được rồi thì mình đổ một phát thì mình cơ hội mình rất là lớn. Thì khi mà về cán đích, vừa cán đích thì anh rất là vỡ òa cái những gì mà mình đã làm được. Khi mà mình không đánh được chiếc áo cam thì cũng là một cái, khi mà mình cán vợ nguyên Việt cán đích đầu tiên cũng là một cái gì đó nó rất là tự hào. Đúng rồi.
rất là tự hào chứ, tại vì trước đó là toàn ngoại binh thôi. Thì khi mà anh trở thành tay đua nội binh đầu tiên là em cảm thấy là như vậy là đã quá xuất sắc rồi. Chỉ có cái là em thắc mắc là có khi nào trong 15 km cuối đó anh lo sợ không? Lỡ may nha, lỡ may. Tại vì nó cũng là một cái khoảng cách nó rất là gần, thì nhiều khi họ có đồng đội nhiều hơn. Ngay chặng hôm đó thì anh chưa bao giờ anh có cái nỗi lo sợ gì hết. Yeah. Ngay cả khi mà nếu mà người ta nói lại mà phản đam á, lỡ mà Hoài phản đam lại một cái mà thằng Sang nó rớt lại thì anh cũng không có sợ. Anh không có sợ, tại vì mình đã làm hết khả năng của mình rồi thì mình cứ tấn công đi, nếu mà có phản đam thì mình cũng đâu có sao đâu. Mình cũng đâu có mất mát gì đâu. Em để ý khi mà mọi người nói có những khoảnh khắc mà người ta nói Sang bị rớt lại rồi, nó xong rồi, nó đuối rồi, sao cỡ nào mà để bám được nữa mà tấn công, mà ngược lại phải tấn công ngược lại, tiếp tục tấn công nữa. Thì mọi người có suy nghĩ đó là cũng đúng. Dạ. Vậy thì trong cái khoảng thời gian vừa rồi á, khi mà anh theo giáo án mới, em cũng nghe được rằng là anh có chia sẻ đó, là nhiều khi do nó mới quá nên có nhiều người cũng thắc mắc và nhiều người cũng có cảm nhận là trời, Sang hơi điên rồ một tí khi mà áp dụng những cái điều mới tiên tiến từ nước ngoài, đúng không? Khi mà anh làm cái việc đó là giống như anh là người đầu tiên tiên phong của Việt Nam để áp dụng vào cái việc tập luyện, thì anh mong các vận động viên trẻ sau này nhìn anh chơi như vậy, tập luyện như vậy, thì mong là truyền được cảm hứng đến các vận động viên trẻ cũng như là người hâm mộ có một cái góc nhìn khác về xe đạp. Mình phải đi cái đúng cái lộ trình để mình đạt được cái phong độ đó, một cái thể trạng đó, thì khi vào thi đấu mình cũng tự tin hơn, đạt được những thông số như vậy thì rất là tốt. Dạ. Vậy thì cụ thể là lúc đó anh tập luyện và áp dụng những cái công nghệ tiên tiến như thế nào ạ? Năm năm trước anh có chia sẻ là cái chìa khóa mà để anh thành công, tức nghĩa là cái thiết bị power meter, tức nghĩa là cái thiết bị đó để đo cái công suất đạp. Cái công suất đạp đó là sẽ tính ra cái lực mà từ cái lực chân của mình phát ra thì nó sẽ chính xác hơn. Hiện tại sẽ có rất là nhiều cái cách mà để tập luyện khoa học, mình có thể đo dây tim hay là đo cái vòng chân, có rất là nhiều cách, nhưng mà cái sử dụng cái thiết bị mà power meter đó thì nó chính xác gần như là tốt nhất. Có những cái tốt hơn nữa nhưng mà nó sẽ có phức tạp hơn. Thử test máu này nọ này nó sẽ phức tạp hơn rất là nhiều, thì ngay cái power meter là cái dễ nhất. Nó giống như đưa cơ thể mình vào cái tần số, cơ thể mình sẽ chia ra 7 cái tần số, thì mình khi mà con số nó nhảy ra thì mình giống như mình dặn điều chỉnh để mình đưa cái cơ thể mình vào cái tần số đó để nó đúng với cái lực mình đạp, cái ngưỡng cơ thể của mình. Và khi lúc nào lắc tít nó tiết ra là vào ngưỡng zone 4, zone 5 thì lắc tít nó bắt đầu tiết ra thì cái cơ mình sẽ bị cứng đó. Thì khi mà như cái trận Khánh Lê vừa rồi, khi mà các vận động viên tấn công, ngoại binh tấn công mạnh ở trên đèo thì khoảng 20 phút thì bắt đầu anh biết, anh cảm nhận được cái lắc tít trong cơ thể của anh nó tiết ra rồi. Thì mình phải tiết chế lại, mình giảm lại để mình còn thi đấu cái giai đoạn sau nữa. Chứ không phải là mình cố gắng mình đeo bám rồi bể luôn là xong. Vậy mình mới thấy là đối với anh Sang là anh còn học thêm cả tiếng Anh nữa đúng không anh? Đúng không? Để em tự trau dồi thêm. Ngày xưa lúc mà anh học trung học cơ sở thì điểm tiếng Anh rất là tốt, trên 9 chấm. Nhưng mà bắt đầu chuyển qua cấp 3 là bắt đầu mê xe đạp rồi. Giai đoạn đó là ghiền xe đạp rồi, là bắt đầu bỏ bê, không học hành gì nữa, bắt đầu chú tâm. Nhưng mà anh vẫn phải hoàn thành cái việc học của mình. Thì khi mà mình, tại vì khi mà mình chơi xe đạp á, thì nó cũng là một cái thời điểm nào đó thôi, còn sau cái đó nữa nó còn là cái việc khác dài nữa, đúng không anh? Để có nhiều sự lựa chọn đúng hơn. Rồi. Thì khi mà các bạn viên trẻ hỏi anh á, anh luôn khuyên các bạn làm gì làm cũng phải nên học cho xong cái phổ thông, mà nếu mà có điều kiện nữa thì nên học tiếng Anh. Cái tiếng Anh nó rất là quan trọng và nó có nhiều cái thông tin để cho mình tìm tòi từ cái chỗ đó. Em thấy rằng là anh cũng hay thường xuyên đi lên thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Khoảng 6-7 tháng nay thì anh tham gia những cái cộng đồng rất là nhiều đó, thì để kết nối với cộng đồng, chia khi mà nhiều khi mình post Facebook nhưng mà mọi người sẽ không có dám hỏi. Nên anh cố gắng anh làm để tập luyện cùng với cộng đồng, chia sẻ với cộng đồng để mọi người hiểu hơn. Và khi mà
đạp với mọi người như vậy để mình hiểu những cái khó như thế nào, thì mình khi mà mình về mình làm những cái nội dung nó cũng sẽ rất là hiệu quả hơn. Tại vì khi những cái mà anh đưa ra nhiều khi nó chỉ nằm ở góc độ của anh thôi, chứ không có thể nào mà anh hiểu hết tất cả mọi người. Thì khi mà anh đi cùng với mọi người như vậy, mọi người đặt dấu chấm hỏi thì và đúng với chuyên môn anh rất là thích, thì mình trả lời để mọi người hiểu hơn, để có một cách tập luyện đúng đắn. Hoàng Sang là một người rất là đam mê và chơi sinh học theo khoa học, cho nên anh em quý mến Hoàng Sang là do Hoàng Sang có những cái bài tập và cách chơi dinh dưỡng rất là tốt. Hoàng Sang cũng chia sẻ với anh em những cách hồi phục, cách ăn uống, rồi cách tập luyện sao cho có khả năng là hồi phục nhanh nhất. Cho nên anh em rất là trân trọng và quý mến Hoàng Sang. Mong muốn của anh có thể nói là mình thi đấu đến 35-36 tuổi. Hy vọng là mình có đầy đủ điều kiện và cái tổ đãi gọi là tổ đãi tổ đãi cho mình, để mình đi có thể là đi cái con đường này nó dài nhất có thể. Tại vì anh muốn thi đấu nước ngoài nhiều hơn và muốn làm cho xe đạp nhiều hơn. Anh nghĩ nó giống như là một cái sứ mệnh để truyền bá và truyền lửa cho các bạn vận động viên trẻ nữa. Em cũng mong là anh có thể đi được dài hơn. Có nhiều khán giả là em có đọc comment nha, là khán giả bình luận là năm nay Sang là đã đạt đến cái ngưỡng á, cái đỉnh cao của phong độ rồi. Thì và tuổi của Sang cũng không phải là quá trẻ nữa. Rồi sau khi mà nghe anh chia sẻ ở chặng Khánh Lê á, là anh nói là thời gian của Sang cũng không còn nhiều. Cái mọi người cái kêu là vậy thì không biết là còn 1-2 năm nữa lỡ mấy Sang giải nghệ thì sao? Thật ra là anh cũng có đặt cái mục tiêu cho mình là năm anh 33 tuổi, nếu như mà anh không làm được những gì mà mình đang làm, tại vì mình phải có một con đường để mình đi một việc thôi. Chứ bây giờ mình chưa làm tốt nữa mà mình cứ suy nghĩ cái việc khác thì nó sẽ dễ, rất là dễ bị nản. Đến hiện tại là anh bao nhiêu tuổi rồi anh ha? Năm nay thì anh 31 tuổi. Là còn 2 năm nữa đến 33. Thì mọi người nghĩ là vận viên xe đạp á, tuổi này á, là cái tuổi mà giống như là bị xuống phong độ. Nhưng mà cái em mình biết á, là môn thể thao sức bền thì càng lâu sẽ càng tốt. Đó, anh chỉ sợ là mình không có đủ điều kiện để mình tiếp tục mình theo đuổi thôi. Chứ mà nếu mà càng lâu và dài thì nó vẫn sẽ là như vậy. Ngay cả Hoài cũng vậy lắm. Rõ ràng là Hoài lớn hơn 1 tuổi nhưng mà năm nay Hoài cũng thi đấu quá xuất sắc. Thì đó là những cái sự mà gọi là tích lũy. Còn Lộc thi đấu quá tốt, có thể nói là hơn các vận viên đàn anh nữa, tiền bối nữa. Thì là nhờ cái sự cũng là một cái sự chuẩn bị tập luyện khoa học và đúng đi đúng lộ trình. Và Lộc được cái là có một cái gen với lại một cái sự hồi phục rất là nhanh chóng. Thì các vận viên trẻ là hơn các vận viên tiền bối là chỗ đó. Là cái sự hồi phục, cái tái tạo tế bào của các vận viên trẻ rất là nhanh. Sau cúp truyền hình 2024 á, thì em nghĩ rằng là anh đã được tiếp thêm rất là nhiều động lực để đạt được mục tiêu của mình năm 33 chứ đúng không anh? Anh cũng hy vọng là như vậy. Tại vì khi mà được mọi người đón nhận và mình đã làm được những cái gì rồi thì mình cũng sẽ cố gắng mình tiếp tục mình làm. Thì mình cũng không có biết được tương lai như thế nào. Thì ngay cái hiện tại mình cứ làm những gì tốt nhất thôi. Thì em cũng nghe là anh là ăn uống ngủ nghỉ là khoa học lắm. Là anh ngủ là lúc mấy giờ vậy anh? Mỗi một ngày sẽ có một cái giấc ngủ của anh khác nhau. Tại vì tập luyện khi nào mà cái đồng hồ anh nó sẽ báo. Trời ơi. Nó báo là ngày hôm nay mình đã lao lực rồi, mình phải ngủ nhiều hơn. Còn ngày nào mà tập nhẹ thì sẽ ngủ ít hơn. Thì anh sẽ canh theo cái đồng hồ này. Khi mà mình ngủ 8 tiếng thì mình cứ canh khoảng 6 giờ mình thức. Thì làm sao mà để đủ 8 tiếng thì có khoảng 9 giờ là anh bắt đầu tắt đèn anh ngủ. Tắt đèn để cho cái hệ thần kinh mình nó dịu xuống. Rồi bắt đầu 9 giờ rưỡi thì nó chắc sẽ vào giấc ngủ. Bên cạnh đó mình cũng phải sử dụng thêm một số thực phẩm chức năng khác. Anh phải nói là anh rất là tốn tiền để mà sử dụng các thực phẩm chức năng đúng để mà mình nuôi được cái nghề này. Chứ mà nếu mà mình chơi mà mình kiểu mà không biết để cách để sử dụng các vi chất á, thì nó sẽ là hụt mà nó sẽ ảnh hưởng đến nội tạng và cái sinh lý của mình.
Hèn gì trong cuộc đua em buổi sáng mà em đi livestream á là khán giả sẽ có người comment là bác sĩ kìa em không muốn anh xong rồi người ta sẽ comment là bác sĩ kìa thật sự là cũng rất là ngại khi mà mọi người đặt cho mình cái mác đó nữa, tại gia đình là cũng đến 9 giờ là đi ngủ đấy ạ. Gia đình thì nhiều khi cũng chưa chắc là 9 giờ là đi ngủ tại vì ngủ quá sớm, sao vậy ngủ quá sớm, nhưng mà con anh thì anh bắt ngủ sớm à. Rồi anh dỗ hai đứa nhỏ ngủ dạ. Ngủ cùng với anh dạ. Mà bạn nhỏ là có thích xe đạp không ạ? Đứa con gái thì chưa biết nhiều tại dạ. vì mới 3 tuổi thôi thì dạ. cũng chưa biết nhiều, thì còn bạn nam trai. Cha nam thì 6 tuổi thì cũng đã biết rồi, thì cũng có coi đó, cũng ba sen đi đua xe đạp á, ba sen. Nếu mà con anh mà theo nghề xe đạp thì anh có ủng hộ không ạ? Anh nghĩ là anh ủng hộ. Nếu như mà nó có sự yêu thích, có sự nghiêm túc thì anh sẽ hướng cho con anh chơi. Dạ. Tại vì mình cũng đã có kiến thức sẵn rồi, đầy đủ hết những cái gì mà mình thất bại thì mình nghĩ mình đó là cái kinh nghiệm, cái bài dạ. học để mình truyền cho con của mình. Nếu vậy thì chúng ta sẽ có ba đời mê xe đạp, tại vì em thấy là ba của anh cũng rất là mê xe đạp đúng không ạ? Đúng rồi. Ba anh nó không phải là một vận viên chuyên nghiệp, nhưng mà ngày trước á, khi mà những năm 85, 86 thì ba anh vẫn có thi đấu cùng với các bác, các chú của thời điểm đó. Thì sau thời điểm đó thì ba anh cũng mưu sinh lử ra, không thể nào mà chơi xe đạp mãi được. Thì cái thời điểm ba anh bị đau gối khi mà chơi tennis á, thì bắt đầu mới quay lại chơi xe đạp. Thì nhờ cái sự việc đó thì anh mới biết tới xe đạp và bắt đầu anh mới theo. Một năm đi mà mình đi xa nhà cũng hơn một nửa khoảng thời gian rồi. Vậy thì anh có cảm thấy là kiểu nhớ nhà không ạ? Nói chung là cũng quen rồi, cũng có nhớ, nhưng mà cái điều mà anh lo nhất là vẫn là hai đứa con. Tại vì một mình vợ mình thì lo chắc chắn sẽ bị không đủ, nó bị thiếu cái người chăm sóc. Nhưng cũng may mắn là có ông nội, ông nội ủng hộ và chia sẻ rất là nhiều để anh có thể mà yên tâm, để mà anh toàn tâm toàn ý cho xe đạp. Dạ. Yeah. Vậy nói một chút xíu đến câu chuyện mục tiêu sắp tới tại cúp truyền hình đi anh. Ở cúp truyền hình 2025 thì hiện tại chưa có lộ trình chính thức, nhưng mà vẫn sẽ là một cái mục tiêu để cũng như anh, cũng như là đội Lê Phước Đồng Nai hay là Canada Đồng Nai, để Belio Canada Đồng Nai để hướng tới. Tại vì năm nay những cái thành tích mà đội chưa đạt được thì chắc chắn hứa hẹn 2025 sẽ bùng nổ. Chúc cho anh cùng với đội Đồng Nai sau rất là nhiều năm cố gắng và những cái sự đầu tư của mọi người sẽ sớm gặt được quả ngọt. Anh nghĩ cái gì cũng vậy, nó có một cái hình sin lên rồi xuống. Thì năm 2021 là một cái đỉnh điểm của đội Đồng Nai, thì bắt đầu xuống từ từ, thì anh hy vọng nó sẽ bắt đầu lên trở lại. Dạ, yeah. Em chúc cho anh là sẽ mong cầu điều gì và điều đó sẽ thuận như ý của mình ở năm 2025. Cảm ơn Như Bình. Dạ, cảm ơn anh đã đến tham gia và chia sẻ rất là nhiều những điều thú vị, hữu ích dành cho quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thể thao là cuộc sống. Và bây giờ thì Như Bình phải nói lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt.